ta không để tâm vào đó thì cũng căn bàn nó cũng méo mó. Chúng ta trưng một dĩa trái cây trên bàn thờ mà trưng cho có thì nhìn thì cũng có, nhưng mà nếu người nhìn kỹ thì thiếu cái tâm trong đó. Tại vì trái cây trưng không có đều, trái thì lật lên, trái thì lật xuống, dĩa bên này thì như thế này, dĩa bên kia thì như thế kia. Mặc dù ở trên đó Phật ngồi, mình đưa làm sao Phật cũng chịu cả, nhưng mà đã mình trang trí hay là mình trưng thì phải bày. Trưng bày mà bày thì phải như thế nào nhìn cho nó được. Vậy thì người xưa hay là tất cả từ xưa đến nay, tất cả việc gì chúng ta làm, chúng ta phải nên để tâm mình vào đó. Cho nên tại sao? Tại vì chính cái việc đó nó mới nói lên được cái lòng của mình, từ cái hình thức lẫn nội dung. Hình thức thì ai cũng muốn, nhưng mà nếu mà tâm không có thì hình thức nó sẽ xấu đi. Sáng ra mình cũng phải trang trí mình chút để mình đủ tự tin trước khi mình bước ra ngoài, mình gặp mọi người. Cho nên đi lên xe, có nhiều vị còn để cẩn thận hơn ở trước cửa nhà mình, nhớ tắt bếp gas, nhớ khóa cửa, tại vì mình hay quên. Có nhiều vị rất cẩn thận và để ngay cửa của mình những tờ giấy để nhắc nhở mình. Để làm gì? Để cái tâm mình nó yên trước khi mình phải đi đâu đó. Cho nên cái hàng ngày chúng ta làm việc gì, chúng ta để tâm mình vào đó. Tại vì tất cả mọi cái cảnh nó tùy cái tâm mà nó ra, mà người nhìn cái cảnh cũng khởi tâm. Pháp Hòa ví dụ, mình làm việc gì mình làm bằng cái tâm mình thì tự nhiên nó đẹp, phải không? Thì cái người khác, người ta vừa bước tới, người ta nhìn cái cảnh đẹp đó, cái người ta sanh tâm gì? Sanh tâm hoan hỷ. Như vậy trong việc làm của chúng ta nhớ là chúng ta làm việc gì, chúng ta cũng muốn người khác enjoy, nhìn thấy nó thích, ăn nó thấy ngon, nghe nói thấy thích, thì tự động mình phải chuẩn bị trước. Không ai muốn mình dọn một bữa ăn lên mà người ta ăn mà người ta chê cả. Cho nên mình phải để lòng, để tâm mình vào cái bữa nấu ăn đó. Mà người mà người ta ăn xong thì người ta lại có tâm với cái bữa ăn đó, và người ta có cái lời khen ngợi là cái sự nấu nướng của mình nó có giá trị. Thì quý vị cứ nhân cái đó ra. Tất cả việc làm gì của chúng ta mỗi ngày, chúng ta để cái tâm mình vào đó. Tiếng Mỹ đơn giản lắm, put your heart into your work. Anything that you do with your heart.